các bạn hãy cảm nhận cái âm trầm rất là sâu mềm, mặc dù kích thước loa rất là gọn. Và đây là dàn Kenwood K731 ra đời 2011-2014. Đây là dòng cao cấp bậc nhất tại thời điểm ra mắt của hãng, với đầy đủ những tinh túy, những linh kiện cao cấp nhất và độ giải mã chi tiết nhất. Đặc biệt là rất nhiều tính năng được tích hợp vào đây, bao gồm CD, đọc tốc, đĩa chép. Các bạn hãy cảm nhận cái âm trầm rất là sâu mềm, mặc dù kích thước loa rất là gọn. Và đây là dàn Kenwood K731 ra đời 2011-2014. Đây là dòng cao cấp bậc nhất tại thời điểm ra mắt của hãng, với đầy đủ những tinh túy, những linh kiện cao cấp nhất và độ giải mã chi tiết nhất. Đặc biệt là rất nhiều tính năng được tích hợp vào đây, bao gồm CD, đọc tốc, đĩa chép.